Đây là người ta đang đào đào lỗ để trồng trồng táo. Đây. Đây Phải Bây giờ là nó qua Tết là nó sẽ qua Tết là nó sẽ nở hoa nhá. Đây. Quả táo bé gì đây? Đấy, quả táo rất bé. Đây là hoa táo khi mà nó vừa mới ra hoa là nó sẽ có màu hồng. Đấy, màu hồng nhạt như thế này. Nhưng mà khi mà hoa nó đã già già rồi ấy ạ thì nó sẽ chuyển thành màu trắng. Táo ở trong vườn này rất là ngon này. Đây. Đấy cho các bạn xem này.